Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà rất là gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần với bến xe Nghĩa. Từ vị trí ngôi nhà này ra tới bến xe Nghĩa chỉ khoảng tầm 700m thôi thưa quý vị. Và thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Đông Bắc. Diện tích của ngôi nhà 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, mặt tiền của ngôi nhà 4m, ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô đi lại được khoảng tầm 150m. Thiết kế của ngôi nhà hoàn toàn là xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn đúng như hiện trạng. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể nhé. Tầng 1 của ngôi nhà, phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà này thì đã xong hết rồi, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay, sổ sách chuẩn chỉnh trao tay. Em đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà thưa quý vị. Tầng 1 thiết kế đầy đủ cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ở không gian phòng khách thì chủ nhà có ốp toàn bộ vách PVC nano giả đá cho quý vị lên trên tới tận trần, tạo một cái không gian ấm cúng cũng như là sạch sẽ ở phía phần phòng khách. Tương đối là tinh tế, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Vị trí ngôi nhà đi ra tuyến đường sắt trên cao Cát Linh rất là gần, cho nên quý vị có thể đi làm, đi xe máy ra tới bến xe Nghĩa và gửi ở đó đi làm theo cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh cũng rất là ok. Và với cái ngôi nhà này thì xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Vị trí này thì gần với những trường đại học lớn, ví dụ như là trường đại học Đại Nam, trường đại học Phenica, trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại, gần với trường trung cấp y dược. Nói chung là tiện ích xung quanh đầy đủ, trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ. Với phần phòng khách của ngôi nhà thì thiết kế thêm cho quý vị một chiếc quạt trần ở phía phòng khách. Gạch lát nền thì quý vị có thể nhìn thực tế 60-60 lát chéo. Và đây là phần không gian phòng bếp. Với những ngôi nhà 30-31m thì thiết kế tối ưu công năng. Còn để mà tuyệt đối thì mỗi người mỗi ý mọi người ạ. Cho nên là nếu như mà mong muốn mỗi người mỗi ý, mà mỗi người mong muốn được cái tuyệt đối như kiểu là phòng khách riêng, phòng bếp riêng thì phải cái diện tích của nó khá là rộng. Rồi là nhiều người thích đường to, ngõ rộng, ô tô nữa cơ. Nhưng mà cơ bản là tiền nào thì nhà đấy mọi người ơi. Cho nên là quý vị cứ gọi điện trực tiếp cho Nhà Tốt để được tư vấn với đúng tầm tài chính, tư vấn với đúng cái mong muốn cung đường đi lại của mình, xem là có phù hợp với lại mình hay không. Đây là phần không gian phòng bếp với phần tủ bếp thiết kế đầy đủ hết, gỗ MDF chống cong vênh, thiết kế màu tông màu trắng và màu ghi rất là nổi bật cũng như là rất là sáng và trẻ trung. Phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite cho quý vị. Đó, thiết kế đơn giản, tối ưu công năng. Ngăn cách giữa phần cầu thang, phần phòng khách thì chủ nhà lắp cho quý vị một vách CNC. Ở dưới có kệ luôn. Đó, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Ngôi nhà thiết kế 5 tầng thì công năng sử dụng ở các tầng trên như thế nào thì mời quý vị đừng rời mắt khỏi video nhé. Và thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ mua được nhà Hà Nội. Với những cái số vốn bỏ ra chỉ tầm 6 đến 700 triệu là quý vị có thể sở hữu ngôi nhà này rồi. Thậm chí trong những cái quỹ căn của Nhà Tốt, quý vị có thể trả trước 300 triệu thì quý vị cũng có thể nhận nhà về ở ngay. Nhà nào pháp lý cũng chuẩn chỉnh, ngân hàng hỗ trợ tối đa 80% giá trị sau khi ngân hàng định giá, đồng thời thì pháp lý sổ sách chuẩn chỉnh thì ngân hàng mới cho vay. Nên tất cả những quý khách hàng đã, đang và đã theo dõi Nhà Tốt thì cứ yên tâm một điều là tất cả những cái căn nhà em quay review cho quý vị, thứ nhất là nhà chuẩn chỉnh, thứ hai pháp lý sổ đỏ chuẩn chỉnh, cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Quay trở lại với lại ngôi nhà này thì tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng là mỗi tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng. Thực tế ở trên video đây, một phòng ngủ rộng được thiết kế sàn gỗ. Trong không gian phòng ngủ thì được thiết kế đầy đủ cho quý vị trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, trần phào trang trí rất là tinh tế đó, chỉn chu. Ban công mở cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, hướng nhà đông bắc thì tương đối là mát. Ngoài ra ở đây còn có hướng tây nam nữa nha quý vị, để cho quý vị lựa chọn. Phòng ngủ nào cũng được thiết kế đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Căn nhà này thì nó sẽ phù hợp với quý vị, cứ lấy cái điểm bến xe Nghĩa làm gốc để quý vị có thể cân đong đo đếm quãng đường đi Google Maps xem nó có thuận lợi với quý vị đi làm hay không. Đây là phần phòng vệ sinh. Phần phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ tầng 2 tương đối là rộng, đầy đủ công năng, tiện ích, đầy đủ hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền khối, lavabo đây thưa quý vị. Lavabo bàn đá rất là đẹp, gương trang trí
có điện, rất là xinh. Đấy. Và với cái giá bán của ngôi nhà này thì hơn 2 tỷ, giá bán cụ thể em sẽ để ở dưới phần bình luận. Nhắc đi nhắc lại một cái vài video đầu tiên ở gần đây là giá bán chủ nhà có thể thay đổi lên xuống, cho nên em sẽ để giá ở dưới phần bình luận để dễ dàng thay đổi với cái mức giá mà chủ đầu tư thay đổi mọi người ạ. Chứ không đến lúc mà hôm nay nói 2 tỷ mai chủ tăng lên 2 tỷ mốt hoặc là xuống 1 tỷ 9 thì nó không hợp lý lắm. Cho nên là quý vị có thể bấm vào dưới phần bình luận để xem giá bán thay đổi cập nhật theo từng thời điểm quý vị xem nhé. Mời người theo em tiếp theo lên trên phía tầng 3 để khám phá ngôi nhà. Và với một ngôi nhà 31 m² xây dựng 5 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì đây là phần tầng 3, tầng 4 thiết kế giống như tầng 3 thưa quý vị. Đây, thực tế trên phía tầng 3 thì các phòng ngủ tầng 3, tầng 4 chủ nhà thiết kế có đơn giản hơn, thiết kế trần thường, không thiết kế trần thạch cao. Còn đâu thì cái vuông vắn cũng như là cái diện tích phòng thì như tầng 2, tầng 3. Đây. Phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ, ban công thoáng. Đây là hướng đông bắc và còn một hướng tây nam, nếu như quý vị nào hợp hướng tây nam thì quý vị có thể cân nong đo đếm. Thiết kế giống hệt như ngôi nhà này, chỉ khác hướng thôi. Và đây, phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Tương đối là rộng, thoáng. Gạch thì ốp lên trên tới tận trần, rất là sạch. Quạt hút mùi được lắp đặt đầy đủ. Và cái hệ thống bình chờ nóng lạnh được lắp đặt đầy đủ. Mời người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Vì thiết kế của ngôi nhà em đã chia sẻ tương đối là cụ thể rồi. Tầng 1 phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Tầng 2, 3 và 4 thiết kế cho mỗi tầng. Một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh thực tế. Vậy thì tầng 5 còn lại thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và trên với tầng 5 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau ạ. Ở đây có một ô dính trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang phía tầng 5. Tại đây thiết kế cho quý vị phòng thờ của ngôi nhà. Hợp lý, có cửa sổ thông thoáng. Phần còn lại sân phơi. Thì đây là phần sân phơi rộng, thoáng. Phần sân phơi này thì được chủ thiết kế cho quý vị xung quanh. Lợp mái tôn cũng như là cửa inox. Đây quý vị có thể để ý nhé. Đây. Nhiều người cứ bảo nhà như thế này thì rất là bí rồi là thiết kế ở trên tầng 5 như thế này thì không có ô thoát hiểm. Thì đây quý vị có thể nhìn thực tế. Hiện tại bây giờ tất cả các chủ nhà đều thiết kế rất là chỉn chu, để ý từng cái ổ điện cho đến những cái chi tiết nhỏ như thế này quý vị có thể cân đong đây. Ở phía tầng 5 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị như vậy. Phần sân phơi rất là rộng rãi. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể về ngôi nhà gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh này thì vui lòng liên hệ ngay với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 011 444 để có thể đến xem nhà thực tế và chọn lựa cho mình được những cái căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.